Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai này thì cô ấn tượng điều gì ấy? Có không có cưới, rồi cái thằng con nó dắt lên thành phố nè, rồi mới thấy thương, rồi hai đứa dắt nhau lên để ở. Hai bên nghèo hết trơn, không ai cưới ai. Rồi mình ở nhà thuê hả? Nhà thuê. Mình sinh được mấy cháu? Dạ hai. Hai cháu dạ. Luôn. Bé lớn 15 tuổi, bé nhỏ 14 rồi. Cái lần đầu tiên chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm giác người mẹ này như thế nào? Hai mẹ con ở cùng quê mà dạ. Người ở chợ, người mua ruộng, cách nhau khoảng đi xe đạp khoảng 15 phút gì đó. Đi gần không có gặp mặt nhưng mà nghe cũng biết. Ở hai đứa lên mình trước. Ở huyện nào? Huyện Thanh Trị. Thanh Trị hả? Dạ. Cách nhau có mười mấy phút vậy đó hả? Dạ, cách nhau mười mấy phút. Mình không nghĩ đây là con dâu của mình hả? Lên lên rồi mới biết. Mới biết dạ, đó, mới biết người quen đó. Rồi trong những lúc làm dâu thì con dâu lo cho mẹ chồng điều gì cô? Đi hai mẹ con đây là mướn chân. Đứa thì đi nấu bán phụ quán á, còn cô thì đi bán trái cây ở chợ Ân Khánh á, giải tỏa đó. Hai chồng có hai chồng thôi chân rồi. Chồng lên là chồng là 4 người. Dạ, em với chồng em xong rồi bà già chồng với vợ chồng. À tức là cô với ông xã cô cũng chia tay luôn. Chia tay. Dạ. Con cô với cô gái này cũng chia tay luôn. Dạ. Nhỏ luôn. Rồi cuối cùng chỉ có hai người phụ nữ. Hai người phụ nữ sống với nhau. Trời thương người ta. Ở đó ai cũng cười chứ mà gì mà kỳ cục quá. Kỳ lạ quá. Hai con giống như người mấy năm vậy thầy chú. Hai người coi như là nương tựa lẫn nhau sống. Dạ. Dạ. Nuôi hai đứa nhỏ đi bán vé số, nuôi hai đứa đi học. Dạ. Thôi đó thôi, đứa nằm lóc lóc bây giờ mười mấy tuổi đó rồi đó chú. Nghiệp bà nội không? Đứa trai đứa gái hả? Dạ, đứa trai đúng rồi, đứa gái. Đi đâu cũng dắt đi theo. Rồi ở nhà cơm nước ai lo cho mẹ chồng? Dạ. Mẹ nấu. Mẹ nấu. Mẹ chiều về nấu, còn tụi nó đi học. Nhỏ con đi rước. Đi làm. Đạp xe đạp đi rước. Trước đi đi làm. Em đi làm gì? Dạ. Dọn dẹp nhà cho anh ta. Ồ, xin. Dọn dẹp nhà cho anh ta. Sáng bán vé số, buổi chiều thì đi dọn dẹp làm việc nhà cho anh ta. À, vậy thì không có chăm, không có chăm sóc gì được mẹ chồng luôn. Không có. Tự mẹ đi bán, sáng đi bán tới 6 giờ tối mới về. 5 giờ mấy 6 giờ về. Rồi hai đứa nhỏ sao ai lo? Đi học. Đi học. Đưa đi học. Đi học. Đám đưa đi học xong đi làm. Đưa bước về. À. Rồi cho ăn uống ở nhà. Có hẳn nó bị giờ tạm chút. Bị sốt bại liệt đó. Rồi đi bằng xe lăn đi học ơn. Lăn đi học ơn. Ai con trai hả bác? Dạ, dạ đứa con trai lớn. Rồi hai mẹ con ở với nhau mười mấy năm luôn. Dạ, dạ 14 năm. 14 năm luôn. 14 năm. Hai người hợp nhau điều gì? Dạ. Thấy mình thấy cũng như con mình vậy thôi chú, không có suy nghĩ rằng con dâu gì kia nọ chú. Có bao giờ mà mẹ chồng la con dâu không? Có, gầy la về tới không có tiền á, rồi bực mình la chút xíu rồi thôi. Dạ. Nhiều khi bán không được cũng bực bội hả? Không có tiền, bắn thiếu à, không có tiền lấy cái số. Bắn thiếu nữa hả? Ủa ơi, gối đầu không á. Thấy hoàn cảnh mình vậy người ta còn thiếu. Người trả người không á chú. Trời đất ơi. Khổ lắm á, rồi bị giật nữa. Trời ơi. Giật nữa. Đi 200 giá còn 180 mấy giá. Cũng giật hết trơn. Dạ. Đấy là bị gạt nó nè. Xui giả. Xui giả. Em bị xui giả hai lần. Khóc chết. Khóc không chết luôn. Cộng có 100 mấy vé số mà lấy gần hơn phân nữa. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mà chị ơi, từ ngày về làm dâu đó, chị có cái điều gì mà khiến chị hay bận tâm hay lo âu không? Em thì mà sống thoải mái lắm. Ngày nào ăn ngày bán, ngày nào lo ngày nấy à. Cũng không có gầu lo gì chuyện đó. Chỉ lo cho hai nhỏ kiếm tiền đi học thôi. Có nhiều ăn nhiều à. Có bao giờ chị buồn mà chị khóc chưa? Cũng có. Ít khi nào lắm. Cũng sống vô tư quá. Dạ, hả? Dạ, sống vô tư. Còn mẹ chồng có giờ khóc buồn. Hoài à? Khóc hoài hả? Dạ, khóc hoài. Khóc hoài đâu khóc đó à? Khóc vì điều gì? Buồn. Mình khổ, mình không có tiền á. Dạ. Rồi mất bỏ hai cái này tốt nghiệp. Buồn là lo cho hai đứa cháu thấy không? Không có lo cho mình mà buồn lo cho hai đứa cháu đó. Ai cũng nói hết trơn chú ơi. Bà lo thân bà đi. Bị tim bác sĩ cứ nằm nghỉ sao được tiền đâu. Bị tim hở hai quan á.
Ủa rồi em gái em thấy em hợp điều gì với mẹ chồng của em? Thì bà hiền lắm, bình thường thương em lắm. Em đi hồi đó nhỏ lớn thì đi làm đâu biết nấu cơm đâu. Mình lên bà nấu không á, em chỉ làm đồ ăn làm ra rồi bà nấu. Cái điều hai mẹ con gì nè, bà nấu mà em là người niêm. Em ngồi trong bếp, ngồi trong nhà đó, cách nhà vậy nè. Xách vô chạy muộn, xách vô kiểu thử đi. Đó, thử rồi, xong rồi, được rồi, xong rồi ăn. Bố thuận trọ chú ơi, không có nấu ăn trong nhà, nấu ở sân nè. Trời mưa bưng vô, nấu là than á. Nhưng bữa không có tiền. Sao em gọi bà vợ chồng bằng bả? Nó quen mẹ. Ở dưới giờ quen mẹ. Ăn không có chuyện hỏi mình. Không gọi bằng mẹ đi. Dạ, gọi thì gọi bình thường gọi bằng mẹ. Có giờ là em làm điều gì cho mẹ buồn chưa? Có, thì hai đứa nhỏ đó, bả thì thương, mà em thì lại muốn la. Em la thì bả mắng. Vậy đó, hay nhiều khi hai con cũng gây nhau nhiều nhất. Mắng dữ không? Mẹ mắng dữ không? Dữ, bình thường có hiền lắm. Cô ơi, hiện tại thì sức khỏe của cô có ổn không? Mệt lắm. Dạ. Đi khoảng chút xíu là mệt rồi. Té mới té nè. Ngứa tay con ngứa. Té rượu tùm lum té, chân cẳng tùm lum té hoài ra. Rồi lúc mẹ bệnh ở nhà thì ai lo? Em đi bán gì ai lo? Không có bệnh, bệnh cũng bò đi bán nè. Bệnh cũng lên đi bán, cũng đi bán nè. Chiều tối về thì cạo gió, đè cạo gió, mua thuốc cho uống. Thì đâm cho gừng cho uống thôi. Rồi ông chồng đi đâu rồi? Chồng lấy vợ khác rồi. Đi đâu nữa? Hai đứa rồi. Không có gửi tiền gì nuôi cho không? Không có. Rồi cô có liên lạc với con cô không? Không, lâu lâu thì gặp, như lâu lâu gặp cái mua này cái nọ thì gửi cho ăn. Sao cô nói là có gì lo cho hai đứa nhỏ? Không có tiền, nghèo lắm. À, nhưng mà mình đi bán vậy rồi có đủ tiền lo cho hai đứa nhỏ không? Có rồi, cô mượn vay tiền nhỏ 1 triệu góp ra được 1.2 triệu. Mượn góp luôn hả? Mượn góp. Trời đất ơi. Rồi hai đứa nhỏ học ở đâu? Thằng lớn học lớp 8, thằng nhỏ gái học lớp 9. Nhỏ gái học thường cắt lái hả chú? Trường Thành Minh Lợi thường cắt lái. Thế còn điều gì mà cô chưa hài lòng ở người con dâu mình không cô? Không, bình thường à. Con mình sao không có suy nghĩ gì tới. Dạ. Mấy đứa kia nó giận, nó đó nó cho tiền. Cái sau này nó nói trai có, gái có mà không ở, ở dâu. Nó phản ảnh nữa, nó không cho tiền. Không cho tiền nuôi thấy thế này. Con mình bỏ người ta rồi, mình phải lo chăm sóc, chứ làm sao bỏ ngang được. Với quê mẹ, mẹ, mẹ nó với cũng nghèo, cũng chết, tiền đâu lo. Rồi, thấy thương quá, hai thân phận người phụ nữ nha. Nương tựa vào nhau, không có một người đàn ông chú nào cả. Chú ơi, nói ra cười. Khi 2-3 ngày đâu có tiền, bấm thiếu, không có tiền. Than thì hết, mỗi lần 20 cái than, 180 ngàn rồi, không có tiền. Thôi ra lấy bắp ga chụm đỡ, bắp ga nhỏ mini nấu ăn đỡ luôn. Rồi bữa hay bữa có tiền á mua. Cái thôi giờ có bữa đó có tiền ta cho được mấy trăm ngàn mua 20 cái than còn thiếu là nhiêu? Thiên trọng nghĩ. Anh thằng ông thằng nói từ đây tới Tết trả hết nữa. Nói ồ từ đây tới Tết. Ông anh không lì xì luôn hả? Dám mà tôi bán được 1 ký than mà ai lì xì với mấy người.